Đi khai trương hai ngũ này anh em nhá. Hai ngũ vừa đặt xong. Mình đặt 10 chiếc để câu dần. Hôm nay đi mình câu thử tại nhìn thấy dáng của nó khá đẹp. Một cái ngũ này mình lấy nó bằng hai bộ lăng xê anh em nhé. Chiều nay đi đánh lục. Để test thử cái lưới này xem nó có nhạy không. Mình đặt 10 cái là 900 ship 10.000 tròn 1 triệu 10 chiếc. Mình bây giờ rất chi là ít khi câu lục, toàn là đánh ngũ hoặc tứ thôi. Hôm nay đi test thử xem cái ngũ này nó có nhạy không. Thấy nó hay hay, mình đặt 10 cái để câu dần. Sao đen? Lưới cũng trò thì đúng. Chiều đi ủ mưu, chiều đi không? Hồ hoan bưởi. Nói giờ suốt ngày này đi câu bi la đen, bảo bây giờ đi câu. Ok, hôm nay mình đi mình test thử hai cái lưỡi này xem nó như nào anh em nhá. Nay câu lục thì tuần sau lại câu lăng xê. Ok, kết quả sau chiều anh em xem nhé.